Khi mặt trời xuất hiện, Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi rời khỏi trú xứ của mình, đi đến chỗ Như Lai, nhưng đứng ở ngoài. Cùng lúc ấy, cụ thọ Xá Lợi Tử, Đại Ca Đa Diễn Na, Đại Ca Diếp Ba, Đại Thái Thúc Thị, Mãn Từ Tử, Chấp Đại Tạng, tất cả Đại Thanh Văn Tăng đều từ trú xứ của mình đi đến chỗ Như Lai, nhưng đứng ở ngoài. Bấy giờ biết đại chúng đều đến tập hợp, Đức Thế Tôn rời khỏi trú xứ, trải tòa như thường ngày, ngồi kiết già, bảo Xá Lợi Tử: "Hôm nay vì cớ gì mà mới mở sáng, ông đã đứng ngoài cửa?" Xá Lợi Tử thưa: "Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi đã đến đây trước, chúng con đến sau." Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Mạn Thù Thất Lợi: "Thiện nam tử, ông thật là người đã đến đây trước vì muốn gặp Phật để đảnh lễ và gần gũi Phật." Trước Phật, Mạn Thù Thất Lợi thưa: "Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Bạch Thiện Thệ, đúng vậy. Vì sao? Vì đối với Như Lai con chiêm ngưỡng lễ lạy và thân cận mà không nhàm chán, và muốn làm lợi lạc hữu tình nên thật sự con đã đến đây trước." Bạch Thế Tôn: "Nay con đến đây để thân cận lễ kính và chiêm ngưỡng Như Lai, chỉ vì lợi lạc tất cả hữu tình, chẳng phải vì sự chứng đắc quả Bồ Đề của Phật, chẳng phải vì ưa xem thân Như Lai, chẳng phải vì làm rối động chân pháp giới, chẳng phải vì phân biệt các pháp tánh, cũng chẳng phải vì những việc khác. Con thấy Như Lai, tức tướng chân như không động, không tạo tác, không có sự phân biệt, không có sự phân biệt khác, chẳng phải phương xứ, chẳng phải lìa phương xứ, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải chính ba đời, chẳng phải lìa ba đời, không sanh, không diệt, không đến, không đi, không nhiễm, chẳng nhiễm, không hai, chẳng hai, tâm tuyệt đường ngôn ngữ. Nếu đem tướng bình đẳng chân như này mà quán Như Lai thì gọi là thấy Phật, một cách chân thật cũng gọi là kính lễ và gần gũi Như Lai, thật sự làm lợi lạc cho hữu tình." Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: "Ông quán chiếu như vậy là để thấy những gì?" Mạn Thù Thất Lợi thưa: "Bạch Thế Tôn, con quán như vậy nhưng hoàn toàn không thấy gì, đối với tướng các pháp cũng không có tướng pháp nào để chấp lấy." Phật nói: hay thay đồng tử, đối với Như Lai ông đã quán được như vậy, đối với tất cả pháp tâm không có sự chấp thủ, cũng không phải không chấp thủ, chẳng phải tập hợp, chẳng phải ly tán." Khi ấy Xá Lợi Tử bảo Mạn Thù Thất Lợi: "Ngài thường gần gũi kính lễ và quán Như Lai, được như vậy thật là hy hữu. Tuy thường thương xót hữu tình, nhưng đối với hữu tình hoàn toàn vô sở đắc, dù hay giáo hóa chúng sanh hướng đến niết bàn mà không có sự chấp thủ, chỉ vì lợi lạc các hữu tình nên mang giác mão lớn, nhưng ở trong ấy chẳng khởi lên phương tiện chứa nhóm hay tan hoại." Mạn Thù Thất Lợi thưa với Xá Lợi Tử: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng như tôn giả nói, vì lợi lạc hữu tình nên tôi mang giáp mão lớn, khiến họ hướng tới niết bàn, đối với hữu tình đã giáo hóa, và cảnh giới niết bàn đã chứng, không có sự chứng đắc, cũng không sự chấp thủ. Này Xá Lợi Tử, chẳng phải tôi thật muốn lợi lạc hữu tình mà mang giáp mão lớn. Vì sao? Vì cảnh giới của các hữu tình không tăng không giảm. Giả sử ở trong một cõi Phật đây có hằng hà sa số chư Phật, mỗi đức Phật đều trụ hằng hà sa số đại kiếp, ngày đêm thường thuyết hằng hà sa số pháp môn, mỗi pháp môn độ được hằng hà sa số loại hữu tình của cõi Phật ấy, làm cho tất cả